We actually met through William Meter. I'm sure many of you know William Meter. Dean is in Australia. She's an esoteric astrologer. And her practice with esoteric astrology really grew up from studying transformational kinesiology with Greta Fremming, which some of you may know her as well. And so this next half hour is going to be a little more embodied. And I am eager and happy to introduce you to Dean Mason. Hello, Dean. Welcome, welcome. Hello, hello, hello. Can you hear me and see me okay? Yes, we can. Yes, fabulous. Yes, good morning, Dean. Everyone. Well, or good evening, or good afternoon, or good mid-afternoon, you know, wherever you, you know, wherever this finds you on this lovely planet. As Heidi said, I am in Australia. I am in Newcastle, which is about 2 hours north of Sydney. And I'd like to start by just acknowledging the traditional owners of the land that I'm zooming in from, which is the lands of the Pambalong clan of the Awabakal Nation. I pay my respects to their elders and knowledge keepers of all generations and give my gratitude to their ongoing connection to country, to you know, to the land and the skies and the waterways where I'm living, you know, as the oldest continuous living culture on earth. I think there is you know, there's so much that we have to be grateful for to them. Like Heidi said, you know, when I first started studying astrology, you know, I had heard of this conference. I'd heard of the University of the Seven Rays, and it seemed like this very exotic, far away place that a far away event that I never imagined that I would one day be dialing in and presenting at. As Heidi mentioned, you know, I first came to astrology via transformational kinesiology, which Greta Fremming and Rolf Habsbol from the Polaris Institute in Denmark, they developed transformational kinesiology. It's very much steeped in the, you know, the ageless wisdom. And they used to come out to Australia every summer for 3 weeks and do a teaching block, which incidentally was, it used to be a residential teaching block that was done at a place that actually was a convent. And I guess they had less nuns living there than they used to, and so they used to rent out the space, and it's where William used to come and teach in Australia too when he was in Sydney. So I guess I'm giving this little bit of background in terms of just sort of setting the scene and kind of landing us in the practice that I wanted to share today. You know, transformational kinesiology is a modality that uses muscle testing to identify where there are psychological or emotional blocks in the system somewhere, and then uses transpersonal psychology and kind of, you know, energetic movements to clear those blocks. I've called this, you know, I named this session today Centered in the Stars, which what that means to me is I wanted to share a practice that I learned from Greta, you know, many years back, that involves using astrology and moving our bodies. And really, you know, it's a practice that has helped me many times over the years kind of come back to my own center and to be able to find my own center. You know, I guess everyone that's dialed in here is on the journey and kind of striving towards wanting to become more of a soul-infused personality. And, you know, we know that we can do that by study and meditation and service, but I would add embodiment and intentional movement to that. I also think that it's a, you know, a really beautiful, you know, there's some really beautiful ways through moving our body that we can really start to kind of bring charts to life. You know, when I work with clients, you know, there is always that kind of, they have this beautiful experience of, you know, learning about their chart and learning what's in there. And then there's always a little bit of a, you know, a what next, you know, great, I've got this information, what do I do with it? I spend a lot of time in the corporate world, and when we are, you know, doing teaching and education in that world, we talk a lot about the, you know, the moving people through the cycle of knowing, doing, and being. So the sort of the physical practice
chu kỳ that I wanted to và share họ with you cần phải is also based vận in động that. cơ thể của mình. And it's based in the it's sort of based all around the number eight. Và nó liên quan So we đến will be số moving 9, số in a 8 figure eight, which I'll theo get to in a second, cái using the power words, you know, the theo mantra cái for con each đường sign. mà giống như là số 8 nằm I'll ngang show hay you what sao it looks like just á. Tôi sẽ initially, and cho then thấy I'll các tell you a bạn, little more about tôi it. sẽ cho We'll các go through bạn some of the thấy words, nó and giống như then thế nào. perhaps we will do some of it together. Và có thể là chúng ta sẽ thực hành luôn những cái bài tập này. Okay, so I will Và share đầu my tiên thì screen. tôi sẽ chia sẻ màn hình của mình. This one actually. I'm assuming you can see that. Tôi giả Yes, sử this is là các Gret bạn đã on nhìn one thấy of cái her màn hình của teaching tôi. sessions Đây là many Gret moons ở ago, trong but cái buổi just a sort dạy of của cô presence here in ấy. the room with us. À đây, ở đây là một cái số 8 bình thường nhá. So, you Nó know, why is this đứng, practice không phải based là số around 8 a figure nào, eight? nằm And in fact, ngang. I'll stand up and just show you what it looks À, like. It will make no tôi sẽ sense to you đứng yet, but và tôi just sẽ so cho that you bạn can see what I'm thấy cái cách going chuyển to be động theo hình doing. số 8 là như thế nào. We're going to be moving. This Chúng is a ta practice where you can move your body in a figure eight, and I'm going to sẽ do it chuyển động vertically. You can also do số it 8 walking, and I'll talk through some of those different theo options. cái hình số 8. So to move our body in a figure eight, we literally go Thì đầu down to the tiên bottom chúng ta half, phải move it through our center, cúi người ra phía phía trước, back xong rồi up trở về trung tâm, and xong đứng down lên, and xong lại up xuống, to make a xong figure lên. eight. And I promise that will make more sense Và shortly. tôi đảm bảo là nó But you know, I spent a sẽ little more time. làm I've cho been doing bạn this for thấy so cảm many thấy tốt years hơn trong rất là nhiều năm. that I, you know, in sharing Tôi it with other people, I wanted to go back muốn and really chia think sẻ với about, các bạn và suy nghĩ về cái điều you know, này why, how this came là tại about, you know, sao. what the kind of pieces to it are. And I guess, you know, it's a way of blending different energies in our Đây charts. là một cái cách mà chúng You know, if ta we có think thể of hòa nhập the các figure cái eight, nguồn if you năng look lượng at khác nhau the figure ở that's on the trong cơ screen there, thể hay là trong it's, you cái know, two circles biểu that are đồ chân kinh touching của but chúng not ta, overlapping. So, tức là để mà you chúng know, nó it's có a way thể, to tức là me nó that có một cái we khả năng can, chạm với nhau nhưng mà nó không hẳn là particularly nó nằm with đè working lên with different nhau. polarities Nó in tức our là hoặc chart, you là know, nó we can kind tức of là nó phản bring them ứng với together nhau. in a way that is more Tức harmonious, là chúng and we ta can kind of, you know, get mang the cái energy các cái nguồn flowing năng lượng between them. này nó gần nhau hơn nhưng mà theo một cái cách You know, hài when I hòa. work with clients, one of the Còn things that I một love the most điều about tôi astrology is that it really gives yêu us thích language around nhất về our chân kinh học là contradictions, you know, that we nó are cho not chúng ta một cái just ngôn this, we ngữ are also về cái that. sự đối lập nữa And chứ không I, you phải know, chỉ là cái sự hài hòa. Và khi mà work with a tôi client, làm việc it's like với in khách hàng của tôi acknowledging thì the tôi luôn contradictions luôn and nhìn acknowledging thấy the những cái other mâu flavors thuẫn that are there in their chart, they really get to ở trong see. cái bản đồ You know, sao của sometimes I họ feel like và đôi it's khi like tôi people are thấy seeing themselves mọi in người đang Technicolor for the first time. You know, that people are really, mọi người you thực know, getting to sự see the full spectrum of what tự is available nhiên to them. nhìn And thấy then được một this is cái a bức tranh practice that lớn can hơn help, you know, và các that cái khía can cạnh khác blend some nhau of those. khi mà họ nhìn vào Carol cái and biểu đồ Casey are, chân you know, a kinh của họ. fabulous astrologer Cecilia I know cũng là một that cái some nhà of you chiêm know, many of tinh you probably know. mà rất là nhiều I người did a biết session with her a couple of và years ago, and she talked tôi đã about làm when việc we với are cô working with ấy a chart mấy that we năm trước are, she về biểu described it đồ chiêm as tinh của cô ấy convening the inner council of you. Anyone và that's ever been in a meeting with, cô you know, ấy more than one other dùng person, when cái you have a từ group là together, it can get a little chúng unruly. ta So again, this is another way hiểu được of kind of cái letting lâu all of đài those different bên trong của voices, mỗi chúng find a ta way to work together. I was listening chúng ta to tìm cách Heidi's làm việc podcast với yesterday, nó. one of her podcasts, Ngày and hôm they were qua talking trong một about, cái buổi podcast you thì know, tôi working có with nói squares là and working with oppositions and kind of, là đâu là cái you know, almost that đối lập concept of các having cái them, hành tinh đối you lập know, sit in a room together khi and chúng ta be làm việc sort of chúng ta speaking ngồi to cùng each other nhau of, hoặc you know, nói chuyện với what is it nhau that you need, and okay, what is it that you cái need, gì mà and we'll bạn all đang thực sự compromise on cần this if you compromise on ở that. So trong again, this bạn is có another way thể to kind of gọi bring là that to life. hy sinh cái này hay hy sinh cái kia không? Heidi, I can see some things popping up in the chat. Will you just sing out if there's anything that I actually need to know? Yes, I will. Yes. I'll just close that again. So again, in the eights, you know, healthy boundaries. Don't we all need Bởi vì a là cái little of số that 8 này thì sometimes? You know, and đây nó particularly, tượng trưng cho một cái sự cân bằng một cách you know, lành when mạnh. we are Khi arriving in chúng our ta chart, sometimes if we nhìn think of thấy just cái our bản sun đồ sign, thì chúng ta and we nhìn think of the vào mặt sign that is trời opposite, và đối lập của you know, nó. to really get our
À, And chúng this ta applies thực to sự anything really in our chat, tìm but thấy if được I cái talk of nguồn just the sun cung for a cấp moment, tất cả mọi if we thứ really want the sun khi chúng ta to be working muốn well, we can cái điều gì develop the làm nó quality, xảy ra the đúng qualities như of the ý của opposite mình sign, the signs that thì are each chúng ta other's phải nhìn vào opposites, cái dấu hiệu đối lập. have this beautiful balm for each other, they have beautiful Và medicine for each other to help each bởi other vì with their là trickier pieces. những cái dấu hiệu đối At lập the same thì time, nó trợ giúp lẫn sometimes, nhau, nhưng mà đôi khi thì consciously or unconsciously, to deal with the vô thức trickier hay pieces là that hữu come with thức one sign, we will thì naturally overemphasize the sign that is opposite. So then we still can be out of chúng balance. ta So cứ nghĩ again, this is là about chúng ta finding tập trung balance. vào cái mặt trời nhưng I thực think ra there's đôi khi some chúng ta lại beautiful quá kind of nhấn mạnh microcosms of the một cách vô macrocosm here thức as well. vào The world cái dấu is, hiệu của đối lập của mình. the conversations in the world around the binary are evolving, both in terms of how people's personal identity and sort of who they are, but also in the world in general, this is a way of kind of making life less binary, making our systems less binary. Tức là nếu mà You know, chúng I ta was thinking about nhìn it too cái that I thế think this giới quan practice của chúng actually has ta a degree mà chỉ of I was thinking of có Uranus, I was hai thinking cực ấy, of thì the chúng ta higher and sẽ the thường lower là chúng meat. ta So chỉ this định is a nghĩa way bản to thân ở both trong một trong hai cái cực đấy, tức là cái bản dạng bring của the chúng lower ta, tones nhưng mà up thực and ra thì to invite nó in sẽ the phong kind of phú the higher hơn là tones and chỉ have them kind có of meet in the middle. hai, tức là hai cái I cực think it's đối lập also a beautiful đó. way to, Có một cái here cách we viết are là in hay Gemini ở season, trong song tử the bridge vào builder. cái It's a thời gian beautiful way song tử là to build bridges within chúng ta ourselves, có thể to get xây our inner council cooperating and operating in more goodwill. tức là chúng ta sẽ có thể xây lên nên những cái cây I cầu think there is also something ở around, trong khuôn viên của lâu we đài talk nội tâm about, của chúng ta. as above, so below. We can talk about Trên that, thế nào thì on a large dưới thế scale, but we can talk đó, about that, khi mà on a really personal level as thực well. ra đây là một cái cấp độ rất I saw là cá that. I was nhân, nhưng mà reminded tôi this week cũng biết of that là slogan tôi that's nhớ là có một câu slogan think nói là globally, think sorry, hãy think suy global, ngẫm act local. And I think that we một could cách take this a step further, toàn cầu, nhưng that mà certainly khi hành applies động to thì this chúng ta practice, but hãy also hành we động could ở địa phương. think cosmically and act Còn như hyperlocally is, I think, another way that we can look at that. còn I think còn it's also cho a nên beautiful tôi cũng way nói một cách to, tương tự là chúng ta I was hãy thinking of suy nghĩ Saturn ở in cái cấp độ Pisces vũ with this trụ, nhưng practice mà as chúng ta well, and hành I động think that ở there is từ something there trong for cá us at nhân the của chúng moment ta around, vào cái thời điểm này xung quanh what pieces of, những what mảnh pieces of the invisible realms will you give a structure tức to? là What những địa hạt mà chúng ta không nhìn thấy. Mystic or spiritual piece will you Và be responsible for landing and grounding into the world? So I think again, that's that sort of cái bình meeting of, an của người nhà bringing thần heaven to bí earth kind of thing. I think trong that's tinh another thần beautiful way that we can thì do that. là bao gồm những gì và I think chúng it ta is cần also phải đạt được nó như thế nào. a little beautiful practice of, Và chúng ta cũng có thể có một Greta cái bài sometimes tập used to describe this as a sort of đôi khi a little ballet that you would do with nó giống yourself. như là chúng ta So đang nhảy ba it's a lê, beautiful múa ba ritual lê, thì đây cũng là to một cái nghi do. lễ rất And là đẹp đẽ actually, there để was chúng ta thực a hành. phrase in, or a couple of phrases in Carolyn Casey Có một that I just read số yesterday as những well that was saying the cái principle lời three, she would nói về say, is the invisible world would like to help, but spiritual etiquette requires that we ask. Help is always available. Principle four is the có only một way cái the nguyên tắc gods in the world là asking for help chúng ta is sẽ luôn luôn ritual. được So I giúp think giúp that this đỡ, is nhưng a mà chúng beautiful little ta ritual that we cần can phải hỏi xin cái sự do giúp for đỡ đó. ourselves. Jeff Hinshaw, who I'm sure some of you Rồi, know, I think he's Jeff speaking on Hinshaw, tomorrow's tôi program. biết He là spoke cũng nhiều last người sẽ year. biết You will đến have maybe ông heard of ấy him hay cô through, ấy, ông ấy, he's another rồi thì astrologer on ông ấy Heidi's sẽ nói team of vào cái astrologers, and buổi he thuyết trình ngày has a mai. beautiful way of blending the tarot into astrology. Và And I ông was ấy có messaging cái back cách and sử forth with him dụng the other day bài just out of tarot curiosity to cùng lúc ask more với cả about việc xem chiêm what tinh học. 8 means in the world of tarot. And he gave me a beautiful explanation. And Và ông ấy đã giải thích I là như went thế looking này. for an Khi tôi image, and I đang found tìm this one, kiếm which một I cái hình think is just ảnh beautiful. He had mà told tôi me that nghĩ it's là nó often rất là đẹp, và a anh ấy woman đã nói kind với of tôi nói taming a là lion, but I love một người this phụ picture nữ that she thì đang is ngồi rất là bình sitting tâm on ở top of the trên lion, which, đầu của con sư tử. of course, we can take
we can Và take many examples out of in chúng ta có astrology thể lấy rất of là the nhiều cái lion, ví but I think dụ that there is something here too about that finding harmony rằng between có cái sự hài hòa our human and our kind of ở trong our animal con instincts người is just hay one là trong cái other bản way chất that we động can vật do của it. chúng The words that ta came with this card were mà để mà chúng you know, ta some có of the thể words hòa hợp were chung với fierce nhau. serenity, gentle Rồi ví dụ leadership, như là strength in the face nó of có một uncertainty, you know, all cái of these sự things that are qualities that are so needed in these great times of uncertainty in the world. chân You know, thành, in transformational hay nó là một kinesiology, we often used to đây là talk một cái about biểu tượng you know, inner về leadership. And vai so I think that trò this is the lãnh way đạo that we một cách can rất you là know, từ lead tốn, our inner group. You know, we have these linh động và particles. có You know, sức mạnh we could talk about ở elementals. You know, trên we're kind gương of mặt. giving them a different job to do and kind À, of tức asking them là to work không in có harmony. sức mạnh khi mà phải đối mặt Jeff also với những sự reminded me thay too đổi that this year, 2024, if we add that up, it is vào an và eight chúng ta year. nói đến So thần số học của I năm found nay that là năm interesting 2024 timing là số about 8, that being, you know, this being something that I've thì had the đây là cái opportunity mà arrive tôi at muốn có cơ to hội speak about để nói về this year. So cái that's con interesting. số của năm So nay. I thought I would just talk Tôi through. nghĩ là tôi có I'm thể sure most people nói here are very, you know, I'm sure a nhiều large người body of the people that are here are very familiar rất with the là power quen thuộc words, with với the mantras that come with các cái câu each mantra sign, của các dấu you hiệu know, with each pair of hoàng đạo. opposite. I thought I would just Và tôi nghĩ là read tôi through sẽ them very chỉ briefly, and đọc then qua chúng rất we'll là move in nhanh and do a và very sau short đó thì chúng practice with ta this. sẽ đi vào cái bài thực hành luôn. So yeah, we'll go from there. So of Bây giờ course, chúng ta sẽ bắt đầu đọc nhanh qua just các cái move chủ this âm của out tất of cả các my dấu hiệu hoàng view. đạo. So Aries and Libra. Aries, I come forth, and from the plane of Bạch mind I Dương, tôi rule. tiến tới và từ trong vị Libra, I trí choose the way that leads tôi thống between the trị. two great lines of Còn Thiên Bình, force. tôi chọn con đường dẫn đến hai lực Oops, tuyến now this lớn. is not going to cooperate. Taurus, I see, and when the Kim, eye tôi is nhìn opened, và all is khi đôi illumined. mắt mở ra, vạn Scorpio, vật bừng warrior am sáng. I, and from the Thổ battle I emerge triumphant. cáp, tôi là chiến binh và từ trong chiến trận tôi Gemini, I cái recognize gì my tiến other tới. self, and in the waning Song of tử, that tôi self nhận I ra cái ngã grow khác and của tôi glow. và trong sự suy tàn của Sagittarius, nó, I see the tôi phát goal, I triển reach và that tỏa goal, sáng. and then I see another. Nhân mã, tôi nhìn thấy mục tiêu và tôi nhìn thấy Cancer mục and tiêu khác. Capricorn, I build a lighted house and Ở trong therein cự giải, dwell. tôi xây một ngôi nhà thắp sáng và tôi Capricorn, ngự trong lost đó. am I in Ma light kết, supernal, yet on that light I chìm trong ánh turn my sáng siêu back. nhiên, nhưng tôi quay lưng lại với ánh sáng Aquarius and đó. Leo. Bảo bình và Aquarius, water sư of tử, life am I, bảo bình poured forth là for those tôi who là nước của sự thirst. sống tuôn đổ cho những người đang And khát. Leo, Và I sư am tử that, and là that I am. tôi là cái đó và tôi cũng là cái Virgo and đó. Pisces, our final Sử pair. nữ, I am the mother and tôi the là người child. mẹ và I, con, God, tôi thượng I đế, matter, am. tôi là vật chất. Pisces, I leave my father's home and Xong turning tôi back, I rời save. khỏi nhà cha và quay và tôi khi trở lại tôi cứu chuộc. Và như vậy là I thought, tôi nghĩ là you know, Heidi, I don't know if you remember this as humorously as I do, but many years ago we actually did this a version of this at Heidi's retreat at one of the Radiant Life retreats, and having sort of, you know, 15 people kind of walk through this exercise together was a little chaotic. You know, fun and beautiful, but slightly chaotic. So I thought perhaps rather than move through all six of the pairs, we will do one together, kind of slowly, which I think is important because we are, you know, we're working with energy, and we want to go slow enough to mean it and slow enough to have it kind of Tức là really cô muốn nói mean về cái something in cách our mà bây giờ chúng system. ta sẽ thực hành cái bài tập này của 12 tròm So sao I hoàng đạo, thought in light thì cô nhớ of là cái kinh nghiệm khi mà làm retreat với cô Heidi là nếu mà để cho mọi người we are in đi Gemini theo cặp season. We've just thì had the nó full khá là rối moon. loạn, cho nên là Jupiter bây giờ moves chúng into ta sẽ thực Gemini hành theo cái cách là a chúng ta couple of hours from đi now. theo So I từng thought we would vòng work hoàng with this đạo one trước, initially, and quên I từng invite dấu you hiệu all hoàng đạo, và tôi mời to tất sort of cả các move with bạn me through it. sẽ chuyển động And then I'll cùng come với back tôi. and say a little bit Và more sau about đó thì different tôi ways sẽ that trở this can be lại và used, and nói you thêm một know, chút if về there các is an cái phương appetite, we pháp can khác of course nhau do more. mà chúng ta có thể áp dụng. Can I get someone to sing Và out whether, or several people, if I stand up back there, is that enough to see me, or should I turn the stop sharing the presentation?
Oh, what? Oh, I see. Go ahead. Let's see. Yeah, we can see your form. Can you talk from there? Yeah, great. Yeah, we're fine. Great. Okay, thank you. So a couple of things as we're doing it. So we'll say the words and we'll make the figure eight with our body. There is something that's happening here with the lower and the higher. So we want to make sure that we move through that center point. The Thì way that chúng I ta usually hãy work with nhớ this là is khi mà chúng ta chuyển động cơ thể theo I hình số 8 do thì it nhớ three là hãy times trở về each cái vị way. trí So trung I tâm. would say the Gemini words Khi mà going tôi like nói that. Sorry, cái từ so do Gemini của at the song tử bottom three times ở and dưới cùng 3 Sagittarius the lần. top. So I do it that way three times and then back the Sau other đó way three là nhân times. mã And change the direction khi as well. mà So tôi on the ở trung first tâm round that I do it, I'm kind of, và lần the đầu other thing tiên actually that thì tôi we're sẽ cúi đầu doing when we do xuống. this practice is we are meeting heaven and earth. We are drawing up the energy from the earth. We are increasing our kind of, pranic reception and our Bởi vitality vì when we do là this as đây giống như well. là chúng ta So đang cúi I chào think trái đất about drawing up the energy from the để mà chúng earth ta and, lấy cái năng lượng từ bringing it trong trái up, đất và offering it đưa nó up. lên lên trên đầu. And then we'll do it in reverse Và just to sau give me a đó chance. lại So đưa nó xuống trở lại if về trái anyone đất. wants to play along, I'll do this Nếu one ai đó mà as a bit of muốn an làm example. But cùng I would thì love mọi a người couple of có thể people at least thử. to do it Tôi muốn một số người hãy to làm cùng feel it, tôi để to mà cảm nhận feel được the you can feel an energetic change in your cái body when you năng do this. lượng mà I can nó feel this đang as a lưu very chuyển này. it's a very calming way to kind Đây of to là cái center cách yourself and to rất feel là more integrated and of course to invite these energies in. The other thing I would say about it too is we know these words have power in them. These words have magic in them. And I think it is a way too to connect with kind of our wise brothers and sisters, our co-workers who have moved beyond and are on the other side of the veils. I think it's a beautiful way too to tap into to their energy and what they are still doing for us on that other side of the veil as well. So we take a breath to center. thì chúng ta hít thở sâu ở vào trung tâm. And we'll go Gemini, Sagittarius. Hãy nhớ là So, Gemini, dưới I là song tử. recognize my other self, and in the Tôi weighing nhận of ra cái that ngã self, thấp I của grow tôi and và ở glow. trong và trong Sagittarius, sự suy tàn I của see a nó, tôi goal, I nhìn reach that tôi phát goal, and triển. then I see another. Tôi nhìn I thấy mục recognize my tiêu, other tôi đạt self, được and in mục the tiêu weighing đó of that và đã self, nhìn I thấy grow mục and glow. mục tiêu khác. I see a Thì chúng goal, ta I cứ reach that làm goal, cái and then I see another. chúng ta làm cái I hành động này. recognize my other Tôi nhận self, ra and cái in the ngã khác của weighing of that tôi self, và I trong cái grow sự and suy tàn của glow. cái ngã đó tôi I phát see a triển và goal, tỏa I reach sáng. that goal, Tôi and then nhìn I see thấy another. một mục tiêu và tôi đạt mục tiêu So đó I'm và gonna nhìn thấy now mục tiêu flip khác. Và bây giờ chúng ta and sẽ do them the other xoay way. Lật So we'll go Sagittarius on the bottom, Gemini on the tức top. là chúng ta đổi Queen and là chúng ta sẽ Queen nói về on this one, nhân can you mã stop trước. sharing and then we'll stop Yes, sharing on em. this one and then because we know the phrases and so we can see you're bigger. That's beautiful. Thank you. Great. Okay. So on that previous one, we were going this way. This time we're Tức là gonna cái trước disrupt thì our là system a little bit, chúng get a little ta đưa tay Uranian, and we're xuống thì gonna chúng go ta the bắt đầu other đọc cái way. mantra của So song tử thì Sagittarius, bây giờ chúng ta làm ngược I lại. see a goal, Tôi I nhìn reach that thấy goal, and then I see mục another, tiêu, tôi đạt được nó Gemini. và tôi nhìn thấy mục I tiêu khác. recognize my Tôi other nhận self, ra and in the cái weighing ngã of khác that của tôi self, và I ở trong cái grow sự and suy tàn của glow. nó. Tôi phát Sagittarius. triển và tỏa sáng. I see a Nhân goal, mã, I tôi reach nhìn that thấy một goal, mục and then tiêu I see và tôi another. đạt được nó và sau đó là I tôi recognize my other thấy self, một and cái in mục the tiêu khác. weighing of that self, I Tôi grow nhìn thấy and cái ngã glow. khác của tôi ở I trong sự suy see a tàn của cái goal, ngã I reach that goal, and then đó I see tôi phát another. triển và I recognize my other self, and in the waning of that self, I grow and glow. So, that is a very simple demonstration of it. thì đấy là một cái sự trình trình bày I'm đơn just giản reading nhất Greg's comment. The của cái bài tập geometrical này. figure
A Mobius is also a physical example of infinity using your thoughts and concerns. It's all about working with and through energy. Mobius strip. Yes, beautiful. Thank you. Tuya, I love this. Thank you. And, comments coming thick and fast. Yes, so important to move. Yes, I think that is really something with this, particularly on a day like this. It is, or you know, these days, there can be such a dense amount of information that we're taking in, and then you know, how do we move it? What do we do with it? You know, it's such a beautiful practice to. Rất là hay để chúng ta có thể chủ động and cùng invoke, với yes, cái thông tin và những năng lượng này vào giống như là cũng second. Như là chúng ta đang kêu gọi khi mà chúng ta đọc cái câu mantra mà chúng ta chuyển động thì giống như chúng ta đang kêu gọi như nó. Is it always up, or you said you sometimes walk a figure eight as well? Yeah, so I think there's many ways you can do it. You know, literally you can do it sitting in your seat and just kind of rocking bạn your đang body, ngồi, you know. I think as long as we're thể, intentional with it, when we're working with energy, it all matters. It all makes a difference. You know, sometimes I also will just trace it in front of my mouth. You know, there were some other things that we used to do with Greta around the rays of using symbols with our bodies and there was không liên quan you know, đến cơ one of the days, you know, Greta has this beautiful Danish English and just beautiful expressions of things, and there was a day she was talking about, you know, tracing things in front of your mouth so that frogs and fireworks can come out. So I think that there is definitely something in that, which, you know, perhaps maybe something more with our moon or the, you know, the position where our Mars is, or, you know, Mars and Mercury, we could put those two together wherever those signs are and trace those in front of our mouth. And the other way to do it is instead of doing a standing eight like that, is to do a walking eight. So tức là hoặc là chúng ta có thể you know, always start đi in the center, and you can do it, you know, walking it just like I did then. If you are doing the walking eight, it's really important to really exaggerate lifting your feet. You know, there is so much kind of hoặc là trong you know, hình dung tưởng tượng thì bạn kind of giống như là bạn đang cố gắng làm quá you know, lên even khi kind mà of bạn phải biological karma that nhặt we carry in our feet and kind of hay là over-identification nâng đỡ with things that we are cái carrying in that lower half of our body. So that's also a really beautiful way chân is của mình lên. To walk it, to do a walking eight. Thì cũng có rất là nhiều I'll cách. Talk through in a second some of the different ways Nếu to mà sort of put combinations together. Hoặc là một số người thì lựa chọn cách là I have kết closed hợp the chat, các phương by the pháp way, khác so nhau. that I can see my screen. So if there's any other burning questions, please just shout them out. Còn nếu ai mà có câu hỏi gì you know, thì another cho way that vào I like phần to think chat. of this is Thì một cái cách khác mà tôi muốn làm that by blending these energies, I kind of thì think để of them mà as sort of giving each other hòa little hợp permission các slips, right? năng They're lượng kind of like, thì tôi nghĩ you know, là phải where cho are you mọi người stuck and cái how cơ can I hội help you? And where am I để stuck nói and how ra, can you hoặc help là me? chúng ta có And thể it's this hỏi kind of, you mọi know, người spirit là of goodwill and bạn cooperation có on a thể really giúp tôi micro được level không? that of course then we want to kind of radiate out into the world. And I think there's something interesting in Và that tôi in nghĩ terms đây là of, nó rất là thú vị là you know, the inner conversations that we're having, trong even cái if we're not necessarily cuộc nói aware of what chuyện they are, of nội course they tâm. flavor how we are, you know, the conversations and the cooperations Thì that we are cái having or cuộc nói not chuyện out in the world. đó So this is another way to kind of, cũng là một cái cách you know, khác elevate all of để that. And of course, you know, we know that nâng đỡ tất cả astrology mọi is so much thứ about the, ở you know, the trong chiêm tinh interplay học, of different thì nó là forces and cái different sự tương tác giữa patterns các mãnh and lực kind và of, các mẫu hình you know, relationships. So và một it's a quan way hệ. to sort of work on it and improve it in a Và really chúng ta simple, phải làm beautiful việc với way, các mối quan hệ in a really này simple, và beautiful phát triển little ballet that chúng we can hay do là with cải thiện ourselves. chúng. So I just was going to go through Và quickly, tôi sẽ đi qua you rất know, là the way that nhanh some of these signs, các you know, cái the cách permission mà mọi slips that they are người offering each other. sẽ So Aries, the xem, permission như to là be ví dụ như daring, là to come forward with your đối bold với người ideas, Bạch to stay Dương strong thì in là self. phải là Libra, offering permission to được rely on được others, to phép cooperate, to cố think gắng things through. nó tiến tới. Taurus, Kim Ngưu permission to move thì at a là sustainable được phép pace, to enjoy chuyển động uncomplicated ở pleasure, một cái pleasure with no tốc độ agenda. bền vững. Scorpio, offering us permission to go deep, to Còn ở leave trong your hộp place cát of comfort thì to be able to là sự transform. cho phép đi vào cái I sâu ở also bên love trong và để cho cái vị trí của bạn
I think I it comes from Calvin Casey. He talks about Scorpio as saying that one of the things that Scorpio does is to reteach a thing its loveliness. And so what a beautiful kind of image of restoration and regeneration that we can sort of get from that as well. Gemini, offering us all permission to connect the dots, to bring our goodwill to the table, to stay curious. Sagittarius is offering us permission to think bigger, to be hopeful, to take risks, to make meaningful goals. Còn nhân mã thì là sự cho Cancer, phép offering tế, us permission to feel, và to nourish luôn and luôn be nourished, và to cozy up, to belong. And I think that this, you know, that's something that really resonates for me with this practice is it's a way of kind of thì là chúng ta được phép arriving nhận, at and invoking and inviting in a way to find a different sense of belonging in our own body and you know, in our own chart and in our own life. Cancer also offering permission to sự move sideways cũng, when we need to. Cho chúng ta you know, not just cái, charge ahead like Capricorn. Cái cơ hội Capricorn được, offering us permission di chuyển to be pragmatic, theo ngang khi to mà chúng ta climb, muốn chuyển động to keep cơ thể on của keeping mình. on, Còn to stand trong market tall, thì to be là nó cho phép one-pointed chúng in ta our focus. Trở thành người thực tế, có khả năng Leo trèo, offering tức là permission trèo lên to đỉnh núi. shine, Còn to sư tử radiate warmth, thì cho chúng to ta courageously express chúng our ta most cơ hội authentic self. được tỏa sáng, Aquarius, ánh sáng ấm offering áp permission to be in và bảo community, bình thì cho to chúng ta cơ question the hội status quo, phụng to sự cho empower the cộng đồng collective. và đặt câu hỏi về những thực Virgo, trạng đang diễn offering ra. permission to bring Sử nữ dreams to thì life with cho devoted chúng discipline, ta to refine, tức là to cho discern, phép chúng ta to mang make lại các matter matter. giấc mơ tới sự sống Pisces, với một cái kỷ luật permission to see the hiến beauty dâng. in the mess, to not Song be Ngư thì cho perfect, phép chúng to see ta nhìn magic in thấy the vẻ đẹp ở imperfections, trong to dream new sự dreams. hỗn loạn mặc dù và So, thấy được cái permission không slip hoàn hảo. signed from all the signs. And then, yes, Heidi, some different Và ways that you can play with these một cái combinations. cách So khác mà bạn có thể làm việc với cả cái whether you sự are kết hợp walking them, ở whether đây you are là just chúng ta có thể rocking them, whether you are thể tracing bước them, hay whether là đi you bộ theo are, hình số you know, 8. even sometimes if I'm really Thậm chí là working on khi mà something, tôi thực sự đang I'll làm just việc draw a một little cái gì figure eight đấy with each of the thì tôi symbols sẽ vẽ of the cái số signs, just 8 on a ra part of my body where I know I'm going to see it during the ở day. It's trên just a way to kind of trên người của keep tôi it present để cho and I think tôi also luôn luôn too nhớ về that the nó. other thing that I love about this Một practice cái is điều that it's mà quite tôi thích về joyful, you cái know. One of the things that Greta thực often used hành to say này to us là nó is luôn làm tôi cảm thấy rất là you know, vui vẻ. we can be so disciplined in our suffering, Đôi you know, khi we là can be chúng so ta cảm disciplined in thấy our chúng ta quá là you know, kỷ luật. psychology of pain and our psychology of suffering, and we can, you know, root around in there trying to figure out what's going on and what's blocking us and you know that sort of stuff. But what about the discipline of joy? You know, what about Thậm the chí là chúng ta psychology of cần phải joy? có And một I cái think that kỷ this luật is để a mà chúng ta cảm nhận được niềm you vui. know, a really simple offering to be able to access that sort of that joy and that levity and that flow. So you could pick any combinations of your big three. So you could do you know, you could Bạn choose có the thể signs lấy of your ascendant and your cái sự kết sun, or hợp your ascendant giữa bất cứ and cái your gì ở moon, trong ba or cái your sun and your dấu moon. hiệu You chính know, I would trong say one of the là số things chiêm tinh that của is really bạn và lovely bạn có thể is làm nó như to là work cái with cặp it đối lập for a period of khi mà bạn time, you chuyển know, động cơ thể to theo choose hình số one and 8. do it for a couple of days in a row. Bạn có thể làm I think mấy the other ngày thing that's liên really tục. beautiful about this Một điều practice khác is về cái thực that hành này là you know, certainly I know it's true for myself and I think it's true of tôi nghĩ là nó many đúng of với us tôi and in thì cũng particular đúng sort of, với you know, the nhiều younger người trong số các generations bạn are you know, innately trong cái face thế these hệ của chúng challenges tôi due to the world là that they've grown up in. It's just the, chúng you ta know, cảm thấy khá là our thử attention thách spans are somewhat trong cái shrinking. thế And giới so mà chúng ta there's lớn lên, ví dụ a như woman là that cái I truyền can't remember her thống name right now, a woman, uống a yoga bia teacher rượu that I follow on và Instagram, một and cái người she nữ mà describes tôi you know, and she puts out these little mini practices that she describes as movement snacks. So you know, it's not about necessarily being able to put your mat down for an hour, that you know, this is something that we can do just really tức simply là anytime that we need to kind of shake off thì the nói dross of our là day, you know, bà and kind ấy of phát minh ra một you cái know, từ là
play cái with món it and kind of dance with our ăn vặt lives in a different thông way. qua chuyển động, có nghĩa là bạn không cần phải So dành yes, hàng hàng combinations of your giờ big để three. chuyển So động any cơ of your thể, big mà three in có their thể opposite là sign, you chỉ could một do it vài with phút rất là nhanh, the hay là MC một and cái the sự kết hợp IC mà bạn có in your thể chart, those whatever those signs kết hợp are. You could do it, giữa of course, the thiên đỉnh với cả the cái ascendant and dấu the hiệu descendant. They're mới đỉnh của beautiful things nó, to kind of blend as well. Another và one chúng ta that's good cố to do gắng is chuyển động cái cơ thể theo bài tập này to để find chúng ta the làm cho the năng planet lượng of the của hai day. cái So đấy nó hòa hợp với nhau. today here is Sunday, so the sun, most of the northern hemisphere, I think it's still Saturday, so you could look at Saturn. You could find where it is either in the sky, or natally in your chart, and use that sign. And its opposite is another beautiful way to just kind of start to flow with the energies. You could do it with the full moon, and its opposite sign is of course, Và bạn cũng exactly có what the full thể moon is. thực hành So cái bài tập số so you 8 could này that's a vào thế beautiful kỷ one trăng to do as tròn, well. bởi vì giờ chúng And ta có thể can kết be hợp quite với cả potent. Also cái the north dấu node hiệu and the đối lập south với node are nó, great ones to hay là work with chúng as ta có well, both thể natally làm or bài in tập transit này in với your cả chart. cái kỷ So đô và that is the little practice that I wanted to share. I just wanted to la hầu của quickly bạn. share. Và I cuối was cùng thì driving tôi muốn yesterday chia sẻ and là ngày a hôm song qua came on tôi by lái Maggie xe. Rogers, and it's called Resonant Body, and I thought it was so appropriate for this. I just thought I would close out with reading some of the lyrics of it. And by the way, Maggie Rogers is a fascinating person that I've just kind of reacquainted with. For anyone that doesn't know her, she was studying. I think she was at Tisch School at NYU. And she was studying music, and Pharrell Williams, who's a well-known musician, came into one of their classes, and there's a video of him listening to a demo that she was working on, and he basically listened to it and kind of said, "No notes, it's perfect." And it went viral, and she kind of rocketed to fame quite sort of instantly. And I read an article, an interview with her the other day, and she was saying, while there is a bunch of fabulousness that came out of that, she said she reached a point where she kind of didn't know how to handle all of that energy, like kind of all of that psychic energy coming at her. And she said that people would impose kind of like a role on her, like that she was some kind of like priest or priestess, or she was saying that the way that people were treating her and perceiving her, she didn't quite know what to do with. So she went back to Harvard and did a divinity degree, to be able to sort of find her, refind her place in her own life, and how to sort of work with all of that energy. So this song is called Resonant Body. It says, "I'm a resonant body with knuckles and lungs. Beat me with cymbals, play chords on my tongue. I'm a Cô đang đọc resonant một cái body with bài elbows and toes. Drum on my rib cage. Release my dissonant tones. My dissonant tones. My dissonant tones. I'm a resonant body. Trace it along my skin, in the freckles and old scars and the lines I have hid. In a resonant body, all the frequencies hold. Like dirty feet on carpet, your breath in the cold, warm breath in the cold. I'm sorry for our miscommunications and force-fed sympathies. I'll rest in the garden with roots, oh, and the reeds, safe from human frequencies. I'm a resonant body with elbows and toes, drum on my rib cage, release my dissonant tones," which I think is a beautiful way to sort of to think of this practice as well, to release our dissonant tones. I know we started a little early, so I think we're probably at time. Thank you, friends. Thank you, thank you, thank you. Cảm ơn các bạn. Thank you, Vừa Dean. rồi thì That cô was a đọc một cái bài joy. thơ rất That là was truly hay, a joy, nói and it về was so good to get cái up cơ and thể của chúng move. ta And và làm thế nào I mà like chúng this ta có idea. I thể like that as we're di sitting here, chuyển we can và do we can sit với cả and các go nguồn through năng any lượng of đối the lập combinations you ở trong suggested. cơ thể của mình. Actually, and one other, the other way to do it is I was doing them just with two there with 1-8, but you can also do it with a, if you have more time and you want to, you can do it with an entire chart and walk the lotus of your life, is how Greta would say it. Beautiful. Thank you, Dean. Thank you for being here. It's so Cảm beautiful. ơn Much cô love. Đen. Much love. And also, people would love your.